Chào mọi người nha, em còn hai con cuốn lóc xả cho nó hết luôn. Cuốn lóc 3205 vu bơm bể, có xả bác dậy nha. Cái này được cái là nó có làm xích đầy đủ. Mày giật có hơi nha, giật hơi căng nha. Xả hai con này chế còn đủ nha. Hai con này em xả cho 700.000 một con nha, 700.000 một con nha, không bao ship nha. Lúc xăng nạp nhớt là đủ nè. Nói chung là nó khá là đủ đồ nha. Về tự xử nha, tự dọn tự xử nha. Bán không bao giờ nha cô chú vậy nha. Máy giật có hơi 700.000 một cây nha. Còn hai cây này thôi xả luôn.